Bạn đang nghĩ rằng đây là một cái video do Sora AI tạo ra. Bạn đang nghĩ rằng những cái video này do Runway ML tạo ra. Và bạn nghĩ rằng những cái video này bạn phải trả phí thì mới có thể tạo ra được những cái video như này. Không, đây là một cái công cụ AI chỉ mới được ra mắt, đâu đó là khoảng 1 đến 2 ngày thôi. Và điều đặc biệt là nó hoàn toàn miễn phí nha. Và khi mà mình test thử cái công cụ này, mình thấy nó hay quá các bạn, và mình muốn làm ngay cái video dành cho các bạn ha. Và mình nhắc lại nha, đây là một cái công cụ tạo video bằng AI hoàn toàn miễn phí và nó dài tận 5 giây lận nha các bạn ha. Quá tuyệt vời luôn. Ok, trước khi mà mình chia sẻ cái công cụ này cho các bạn ha, thì dành cho những bạn nào lần đầu tiên xem đến cái kênh Phan Long Sang của mình ha, thì đây là một cái kênh YouTube mà mình chia sẻ rất là nhiều những cái công cụ về AI, về trí tuệ nhân tạo, về ChatGPT nói chung ha, mà làm rất là nhiều những cái video này. Các bạn hoàn toàn có thể xem lại trên cái kênh Phan Long Sang của mình nha. Thì trước đó trên cái kênh Phan Long Sang của mình cũng đã từng làm những cái video để chia sẻ những cái công cụ chuyển văn bản sang video ha. Nói chung là những cái công cụ AI tạo video cũng hoàn toàn miễn phí. Thì các bạn cứ lên YouTube gõ rằng là Phan Long Sang nha. Đó thì các bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều những cái chủ đề ở đây ha. Các bạn gõ thêm là Add to Speech nha. Add to Video nha. Đây. Đó, nó sẽ ra những cái video mà mình chia sẻ về những cái công cụ tạo video bằng AI ha. Thì trước đó mình cũng đã từng chia sẻ một cái công cụ AI tạo video cũng rất là đỉnh cao và cũng hoàn toàn miễn phí ha. Thì bạn nào chưa xem cái công cụ này thì các bạn hoàn toàn có thể xem lại trên cái kênh YouTube Phan Long Sang của mình nha. Thì cái công cụ này thì các bạn hoàn toàn có thể xem thêm những cái sản phẩm rất là tuyệt vời đây. Đó thì các bạn sẽ thấy rằng là nó tạo ra những cái video rất là tuyệt vời ha. Đây, hay là một cái sản phẩm khác cũng rất là tuyệt vời nha các bạn ha. Đấy, hoàn toàn là do AI này tạo ra. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công cụ AI mới, không thua kém gì Sora AI hay là Runway ML luôn nha các bạn ha. Và thậm chí mình đánh giá cao hơn bởi vì nó hoàn toàn miễn phí nha. Thì nó có tên là Dream Machine nha. Cái này là một cái công cụ AI của Llama AI nha các bạn ha. Đó, thì đây là một cái trang giới thiệu của họ, thì các bạn có thể xem thêm là những cái sản phẩm cái công cụ này họ đã tạo ra nha. Ok, thì để mà sử dụng được cái công cụ này thì đầu tiên là các bạn hãy truy cập vào cái đường link bên dưới mình để ở phần mô tả cái video ha, để các bạn có thể dễ dàng truy cập và sử dụng nha. Thì cái việc sử dụng cái công cụ này rất là đơn giản, các bạn chỉ cần vào đây và các bạn bấm vào cái phần chữ Try Now này. Thì để đăng ký cái công cụ này thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần một cái Gmail là các bạn có thể đăng ký được cái công cụ này hoàn toàn miễn phí rồi ha. Rất là đơn giản thôi. Rồi thì cái giao diện của cái công cụ này cũng rất là đơn giản ha. Nó chỉ có một cái ô để các bạn nhập vào prompt và cái một cái nơi để các bạn tải hình ảnh lên ha. Thì cái công cụ này nó sẽ giúp nó sẽ cho các bạn tạo video bằng prompt ha. Có nghĩa là các bạn sẽ gõ văn bản vào miêu tả để nó tạo ra được một cái video. Và có thể tải hình ảnh lên để các bạn có thể tạo ra video từ cái hình ảnh đó ha. Thì ở dưới đây là những cái sản phẩm mà mình đã làm ha. Rồi ở đây mình sẽ đi nhanh luôn một cái mẫu prompt chi tiết ha. Ok, thì ở đây mình đã có sẵn một vài cái mẫu prompt để mà mình làm demo nhanh cho các bạn ha. Ok, mình sẽ copy cái này này, mình qua đây mình dán này, rồi sau đó các bạn bấm bắt đầu thôi ha. Ok, và đây là cái kết quả ha. Và các bạn thấy sao các bạn? Thì đây là một cái kết quả đầu tiên mà mình tạo ra nha. Có nghĩa là đây là một cái mẫu prompt mình nhập vào và đây là kết quả đầu tiên của cái prompt này. Thì các bạn phải hiểu rằng là để mà tạo ra được những cái video đẹp theo ý chúng ta thì các bạn phải làm đi làm lại cái mẫu prompt này và kêu nó tạo nhiều lần thì mới ra được một cái sản phẩm ưng ý cho các bạn ha. Chứ không phải là sẽ không có bất kỳ một cái công cụ AI nào mà bấm một phát là nó ra đúng ngay cái ý của các bạn ha. Nên là trong cái trường hợp này mình thấy cái lần đầu tiên mà nó tạo ra được những cái video chất lượng tốt như thế này thì mình thấy là đã làm rất là tốt rồi ha. Ok, bây giờ mình sẽ thử với một cái tính năng tiếp theo là chuyển một cái hình ảnh sang một cái video ha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái công cụ là Leonardo AI để mà mình có thể lấy hình ảnh để mình test cho các bạn ha. Thì các bạn sẽ thấy đây là một cái công cụ có rất nhiều cái chức năng ha. Thì các bạn sẽ thấy có cả cái chức năng là motion ở đây. Có nghĩa là từ cái hình ảnh này chuyển sang một cái video làm được luôn ha. Thì cái công cụ này trước đó mình cũng đã từng làm một cái video chia sẻ rồi. Thì các bạn có thể xem lại cái công cụ Leonardo AI này ở trên cái kênh Phan Long Sang của mình nha. Thì cái đường link của cái công cụ này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả để cho những bạn nào muốn truy cập nhanh ha. Cái công cụ này nó cũng miễn phí nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử tìm một cái hình ảnh để mà mình làm demo cho các bạn ha. Rồi, ok, giả sử mình thấy một cái con chim cánh cụt này nó đẹp đi thì bây giờ mình sẽ tải cái hình này xuống ha. Đó thì các bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều hình ảnh đẹp ở đây. Wow, cái hình ảnh này cũng rất là đẹp nha. Wow, rất tuyệt vời luôn. Mình cũng sẽ tải cái hình ảnh này về này. Rồi bây giờ mình qua đây mình tải cái hình ảnh đó lên ha. Đây, mình sẽ tải cái hình này. Rồi, bạn gọi thêm một cái prompt để mà cái công cụ này nó biết rằng là bạn muốn cái hình ảnh này nó chuyển động như thế nào ha. Thì ở đây mình sẽ để mặc định luôn, mình sẽ bấm lại bắt đầu luôn ha. Ok, và đây là cái kết quả ha. Thì các bạn thấy sao các bạn? Rất là đỉnh đúng không? Từ một cái hình ảnh như thế này. Đấy,
mà nó đã chuyển động sang một cái video như này, và mình thấy nó rất là chất lượng luôn nha các bạn ha. Các bạn hoàn toàn có thể thấy trực tiếp nó ở đây. Ok, vậy là mình vừa chia sẻ xong cho các bạn một cái công cụ AI tạo video rất là đỉnh cao nha các bạn ha. Và nhắc lại là nó đang miễn phí với các bạn. Tốt nhất thì các bạn bây giờ nên vào và trải nghiệm ngay đi. Bởi vì một cái công cụ đỉnh như này mà nó miễn phí thì trước sau gì nó cũng sẽ mình đoán là sau này nó cũng sẽ tốn phí thôi, hoặc là nó sẽ giới hạn lại rất là nhiều ha. Thì hiện tại cái công cụ này nó đang cho các bạn trải nghiệm miễn phí là 30 lần tạo một tháng nha các bạn ha. Thì nếu các bạn muốn tạo nhiều hơn thì các bạn phải trả phí nhiều hơn, mà mình tin rằng là sau này nó sẽ giảm cái số này nếu mà lượng người dùng quá nhiều chẳng hạn ha. Ok, nếu các bạn thấy thích cái video này thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký ở đây nha. Và đừng quên bấm chuông thông báo tất cả ở đây để khi mình ra bất kỳ một cái video nào mới, bạn sẽ là người biết đến cái clip đó đầu tiên nha. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.